Em xin chào toàn thể bác đang theo dõi kênh Đàm Tết Lạng Sơn nhá. Hôm nay buổi sáng ngày 23 tháng 10 âm lịch thì em lại tiếp tục đi bó bầu cho những cái cây đào thất thốn ở trên vườn của em đây. Thì ngày hôm nay là đi bó bầu cho những cái cây đào thất thốn nó khỏe các bác ạ. Đấy, những cái cây đào khỏe này thì là em sẽ bó bầu sau. Bó bầu sau những cái cây đào thất thốn nó không được khỏe bằng ấy. Đấy, nhưng mà nói chung tất cả những cây này thì đều khỏe hết thôi. Thế nhưng mà có cây nó khỏe, nó nhỉnh hơn một chút thì em sẽ bó bầu sau để tránh cho nó bị nảy lộc ở trên các cái đầu dăm này này. Đấy. Khi mà bó sớm quá thì nó sẽ nảy lộc, mình lấp đất lại và mình tưới cho cây ấy thì nó sẽ nảy lộc lên ở trên đây. Đấy, nên con ngày hôm nay là em đang đi bó bầu thì cũng quay cái video này lên để chuẩn bị chia sẻ với các bác là sắp tới ở trên những cái phiên đấu giá thì là em sẽ, nếu như mà em nhấc được những cái cây này lên trên sàn để đấu giá cùng các bác thì em sẽ lên đấu cùng mấy mọi người nhá. Đấy, những cái cây này rất là đẹp và giá trị nó rất là cao. Với lại cả nó to nữa. Đôi nhiều lúc là một mình em mà không thể nhấc được lên trên. Thì thường thường các bác nào mà muốn giao lưu những cái cây đào bonsai to như này, đẹp như này thì các bác lại phải nhắn tin trực tiếp qua Zalo. Em gửi hình ảnh chi tiết rồi kích thước rồi báo giá cho mọi người. Nhưng mà dự định là sắp tới sẽ đưa lên những cái cây đào to như này để chơi cùng với các bác nhá. Đấy, thì ngày hôm nay đi bó bầu và lại vẫn có bác nghệ nhân ôn ra để bó bầu cho những cây đào thất thốn này đây. Đấy. Ngoài chào bác... mọi người nhá. Bác ôn chào lại đi. Chào mọi người nhá. Đấy. Rất lâu hôm nay mới lại được gặp bác ôn rồi, phải được một gần 2 tuần đấy nhỉ anh ôn nhỉ? 2 tuần rồi. 2 tuần rồi. Hôm nay ngoài anh ôn ra thì anh ôn có dẫn theo một bác học viên nữa này các bác. Đấy. Nhìn ăn mặc rất chỉnh tề. Áo cơ khí thế nhưng mà lại cầm cuốc để bó bầu. Áo cơ khí lại. Đấy. Muốn học thêm nghề nào nữa. Đấy, còn đây là em Hùng đây, trước đó là cũng đang đi bó bầu lục bình đây. Đấy. Ở nhà nhá. Đấy. Các bác thấy mấy anh em chúng em làm việc vui vẻ không các bác? Trồng đào như này thì là những cái ngày cuối năm này là rất là vui các bác ạ. Tại vì khi mà làm những cây đào này ra thì là mong là sẽ đến Tết bán được. Đấy, chỉ cả quanh năm chỉ có mỗi một vụ Tết này thôi. Chỉ không mà đẹp hơn đúng chủ. Đấy. Tầm giờ bó bầu như này thì là vẫn phải lấp đất lại luôn và tưới cho cây nha các bác. Đấy, để cho cây nó kích thích, nó nảy mầm ra. Còn ngày hôm nay thì khi những cái cây này nó nhỏ thì em lại dùng cái cách bó bầu này các bạn. Vẫn quấn cái lưới, thế nhưng mà em dùng băng dính. Em băng ở đầu trên, băng ở đầu dưới, không níu cây nữa. Tại vì những cái cây này đang dự định là muốn live stream cùng với mọi người không. Mình chỉ cần giữ được cái bầu nó ổn định thôi. Nó không cần chắc chắn quá. Tại vì khi mà đánh lên để live stream thì em lại sẽ phải bó thêm một lần nữa. Thì cái cây nó rất là chắc. Đúng rồi. Đúng rồi. Đấy. Giờ xong cái vườn này thì là chúng em là sẽ tiến xuống cái vườn thất thốn bonsai, cái loại 3 đến 4 năm tuổi đấy, cây vừa vừa mà vẫn hàng ngày giao lưu cùng với mọi người đấy. Nó giống như là cái cây này này. Đó thì sẽ lại bó bầu và bầu để sắp tới giao lưu cùng với mọi người. Còn 2 tháng nữa là đến Tết rồi các bác ạ. Thì hôm nay là 23 tháng 10 âm lịch. Thì đúng chỉ còn 2 tháng nữa anh ôn nhỉ? Đúng rồi. 60 ngày nữa là ông công ông táo rồi đấy các bác ạ. Thì năm nay là đào thất thốn nó sẽ nở hoa vào đúng cái dịp Tết. Tại vì nó đã có thêm một cái tháng nhuận. Đấy, khi mà tháng nhuận nữa thì có thêm cái tháng nhuận thì cái cây đào thất thốn này nó sẽ ủ nụ được đủ cái thời gian của nó để nó nở vào đúng cái dịp Tết. Đấy, thì hiện nay là những cái nụ ở trên trên cái cây đào ở trên vườn của em này. Vừa đó không ạ, không là phải moi. To lắm các bác ạ. Còn đào bích, đào phai ở trên vườn ấy, thì nụ bây giờ cũng to mà lá nó cũng đang rụng đi rất là nhiều rồi. Sắp tới 8 ngày nữa thôi là sẽ đi tuốt lá hết cho những cái cây đào phai cánh kép. Còn đào bích thì tầm độ 10 đến 12 ngày nữa là sẽ đi tuốt lá cho đào đấy các bác ạ. Năm nay thì em đi một số những cái vườn ở các cái tỉnh, các cái xã, các cái huyện ở vùng lạnh ở trên kia Lạng Sơn ấy thì đã thấy nhiều cái cây đào bích, đào phai nó nở lốm đốm ra hết rồi.
thì nhiều bác chủ vườn có chia sẻ là năm nay khả năng là sẽ bị mất mùa đào, tại vì bây giờ còn 2 tháng nữa nhưng mà đào bích, đào phai nó đã nở bung, nở bói hết dọc ở những cái dăm bé này rồi thì không thể hãm lại được nữa. Cây đào thì nụ nhỏ thì mình có thể hãm lại được để cho nó nở chậm đi. Thế nhưng mà cây đào mình có thể kích để cho nó nở được nhanh hơn, chứ còn để hãm lại thì hơi khó các bác ạ. Đấy, thì bây giờ mà đã có hoa báo ở trên cây thì không đợi được đến Tết nữa. Năm nay có khả năng là ở trên thành phố Lạng, trên khu vực thành phố Lạng Sơn là sẽ mất hoa. Đúng rồi. Vì nở sớm. Rất nhiều vườn là cây nào cũng thấy nó nở lốm đốm một vài bông rồi. Có cây thì nở phải 20-30 bông ở trên cái cây như này. Bói nếu mà bói hoa rồi nguy hiểm lắm. Đấy, thế nên là khi bói hoa nhá, kể cả vẫn còn lá ở trên cây, hoa vẫn nở. Đấy, đúng rồi. Hôm qua thì em đi qua mấy vườn là cũng thấy thế. Đấy. Vẫn còn lơ phơ lá như này. Vẫn nở. Nhưng mà vẫn nở tại vì cái khí hậu ở trên đấy là có mưa phùn. Ẩm thấp hơn. Xong rồi ẩm hơn. Còn như những cây này nha các bác, chỉ cần tưới thường xuyên hàng ngày thôi thì là nó sẽ kích thích cũng nở đấy các bác ạ. Nhưng mà nó sẽ nở ở những cái cành dăm rụng hết lá ở bên dưới này này. Đấy. Thì vườn này là em đã không đi tưới nước nữa rồi. Em đang chờ ngày để tuốt lá rồi, xuống lá rồi. Cái vườn đào huyền này. Đấy. Đã xong một vườn nhá mọi người nhá. Bây giờ đã xong hết những cái cây ở vườn này rồi các bác ạ. Đấy. Cây này thì là có anh đặt nhưng mà lại không bảo năm nay là ra Phú Quốc ăn Tết. Thì anh ấy không có nhà thì lại vẫn gửi lại cây ở tại vườn. Trong khi đó là anh ấy đặt rất là lâu rồi các bác ạ. Đặt phải gần 2 năm rồi đấy. Đấy, thế nên em lại vẫn không đánh và để nguyên như này. Đấy các bác xem này. Đấy, một cây giáng long. Người ôm chỉ được non nửa thôi. Một người ôm chỉ được non một nửa thôi. Vâng. Tương đối lớn. Đấy, rồi cái video em xin kết thúc tại đây nhá. Để em bắt đầu lại đưa các bác ấy xuống cái vườn đào thất thốn ở bên dưới kia của em để đánh, để chuẩn bị có những cái cây nó thật là đẹp giao lưu đấu giá cùng với các bác buổi tối hàng ngày từ 8 giờ tối cho đến 23 giờ đêm. Có hôm thì đấu đến tận 1 giờ đêm đấy các bác ạ. Đấy thì để em đi làm tiếp đây. Em xin kết thúc video tại đây nhá.